chào quý vị khán giả kênh Nguyễn Long TV. Trước tiên thì xin gửi đến quý vị lời chúc thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Xin chúc quý vị năm 2021 thành công trên mọi lĩnh vực nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã bấm vào xem và ủng hộ kênh YouTube Nguyễn Long TV trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay thì xin giới thiệu đến quý vị một miếng đất bề ngang 5, bề sâu vô 30. Tổng diện tích là 150m2 đây quý vị nè. Đó, và có 100m2 là thổ cư. Mặt tiền nó quay về hướng đông nam. Đó, quý vị thấy mà trước mặt tiền quý vị nè, nhà rất là nhiều nha. Bây giờ trời đang mưa, quý vị tôi xin phép được quay nhanh. Ở đây là mặt tiền đường Trung Lập. Và nó thuộc nằm ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bây giờ đang kêu bán đó quý vị. Đang kêu bán với cái giá là 1.550.000.000 có thương lượng. Nếu quý vị nào quan tâm thì vui lòng liên hệ cái số điện thoại mà kênh Nguyễn Long TV để ở bên dưới. Chúng tôi sẽ kết nối cho quý vị mình gặp trực tiếp chủ nhà để mình đàm phán thương lượng giá cả quý vị nha. Đây, xung quanh nhà nè quý vị thấy không? Nhà rất là đông. Nhà rất là đông nha. Mặt tiền quay về hướng đông nam. Mặt tiền đây là mặt tiền đường Trung Lập. Đây, mặt tiền đường Trung Lập quý vị thấy hai chiếc xe tải né nhau chạy ha. Từ ở trong đất đó quý vị mình nhìn thẳng ra đây nè, đây thẳng ra đằng trước nhà rất là đông nha. Đó, nhà rất là đông. Ở đây mà mình chạy về cái hướng tay phải nè, mình chạy xuống khoảng chừng 4 km là mình đụng cái ngã tư tỉnh lộ 7, ngã ba tỉnh lộ 7, thì mình rẽ tay phải đi khoảng chừng 3 km nữa ra quốc lộ 22 và chạy về tới bến xe An Sương, thì từ đây chạy về tới bến xe An Sương tầm khoảng 30 km. Đây, còn ở đây mà mình nhìn lên đây thì ở đây đó quý vị, mình chạy thông thẳng ra đường tỉnh lộ 15, cũng của Củ Chi luôn quý vị nha. Đây là chạy ra thông ra cái đường tỉnh lộ 15 ở khu ngay chỗ bến Đình rồi đó quý vị. Và nếu chạy thẳng nữa thì mình sẽ lên Tây Ninh. Ở đây là xã Phú Mỹ Hưng, xin lỗi quý vị, hồi nãy tôi nói là Trung Lập Thượng. Ở đây là xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bây giờ là cái miếng đất này đang kêu bán cái giá là 1.550.000.000 có thương lượng. Bề ngang là 5m. Đây quý vị nè, bề ngang 5m, bề sâu là 30. Có 100m2 là thổ cư. Khu dân cư hiện hữu quý vị nha. Nếu quý vị nào quan tâm thì vui lòng liên hệ với số điện thoại mà kênh Nguyễn Long TV chúng tôi để bên dưới đó. Chúng tôi sẽ kết nối cho quý vị mình gặp trực tiếp chủ nhà để mình đàm phán thương lượng giá cả. Rồi, video tới đây thì xin kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã bấm và xem hết video của kênh YouTube Bất Động Sản Nguyễn Long. Xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Chúc quý vị thành công trong năm 2021. Xin chào và hẹn quý vị lại ở video sau.